Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tim. Vâng, đó là cái tiếng siêu trầm được tái tạo bởi cái súp, được bởi cục siêu trầm mang hiệu là B3 mana 2020 về với anh Trung ở Đồng Nai ạ. Vâng, anh có đặt Zika Audio khung giờ vàng và anh đã sở hữu được một cái cục trầm giá rất là tốt. Và bên em có món quà chuyên khách hàng gọi là cái áo mưa được cái hình của logo Zika Audio ạ, và một cái dây AV3m để anh Trung anh nối với đâm tiếng nhá. Vâng, anh Trung là vị khách rất là đặc biệt, anh mua bên Zika Audio khá là nhiều sản phẩm. Vâng, trước đây anh em tắt súp đi tí. Trước đây anh mua cho em bên Zika Audio một cái mic M8 cộng cao cấp, và sau đó anh đã mua cho mình thêm một cái máy nâng tiếng Tedeo Cortex Mana B600. Và bây giờ anh đã quay trở lại với Zika Audio với một cái sản phẩm mới hơn, đó là cái súp B3 mang thương hiệu là súp mang thương hiệu B3 mã là 2020 330 đồ đất ạ. Và đặc biệt cái dòng này bên em giới thiệu khá là chi tiết về các cái nội thất, những cái công suất, ví dụ như em kể những cái đặc biệt của nó. Hiện tại nó đang dẫn đầu thị trường, đó là công suất khủng 500W, nhưng có chế độ chơi súp hơi và chế độ chơi súp điện tích hợp 2 trong 1, và sở hữu nguồn xuyến rất là khủng, và đặc biệt là 4 sò Toshiba to và 2 tụ lọc nguồn rất là tốt, và đặc biệt là sở hữu từ kép. Đây là những cái mà nổi trội trên cái dòng súp B3 2020 phân khúc thị trường gia đình mà đang đứng đầu thị trường hiện nay về 330. Và anh Trung anh ở Đồng Nai đã quay trở lại với Zika Audio mấy lần, và bây giờ là súp B3 đi ạ. Và bên em test cho anh như những lần trước là bên em test rất cẩn thận trước khi rồi. Vâng, thì giờ chúng ta đi trải nghiệm súp B3 2020 330 đôi đất của anh Trung ở Đồng Nai đi ạ. Vâng, em cho cái volume to lên tí. Đó, đánh rất là khủng khiếp, đánh rất là lực, rất là lực, em cho to tí. Đấy ạ. Vâng, thì đó là cái tiếng siêu trầm được tái tạo bởi cái súp B3 2020. Bên em còn đặt tem công ty Zika đưa bảo hành cho anh 1 năm nhé, một ở 1 trong tháng đầu. Còn đây là thương hiệu B3, model là 2020. Và đặc biệt cái dòng này sản xuất tại Trung Quốc, đây là nguồn xuất xứ rõ ràng luôn cho các bác, đảm bảo chất lượng. Tôi em tắt súp đi ạ. Vâng, nhà không có súp đi ạ. Rất là mỏng. Bật súp lên ạ. Vâng, rất là sâu. Đặc biệt cái cầu bên này là cầu súp hơi anh Trung nhá. Anh thừa công suất anh có thể chơi súp hơi. Và cái cầu bên này là anh chơi súp điện bằng cầu đỏ đen đằng sau âm ly hoặc đằng sau đô la, rất là tiện. Hoặc anh có thể kết nối bằng dây AV từ đằng sau máy lưng tiếng. Anh đã mua bên Zika Audio máy lưng tiếng Tedeo Cortex Mana CB600 ạ. Anh rất lực. Vâng, rất là lực. Rồi ta súp đi ạ. Vâng, súp của anh không chơi nữa. Vâng, tiếng rất mỏng. Đó, thì làm bật lên. Và anh rất sâu luôn ạ. Vâng, tái tạo giải siêu trầm rất tốt. Đây, cái dòng này, cái khung thùng của nó rất là tốt, được làm bằng cái gỗ MDF cao cấp và rất là nặng, khoảng tầm gần 30 cân. Vâng, đặc biệt cái dòng này rất là đa năng, cả súp hơi súp điện, vì thế chúng ta rất là tiện dụng trong các cách thức kết nối. Phía trên đây thì được làm bằng cái mặt kính cường lực rất là đẹp, sang trọng, và xung quanh được làm cái sơn sần rất là mịn, là nhìn sờ rất là mịn tay, và đặc biệt chống sương chống nước rất tốt. Và mặt bát được làm được nhà sản xuất thiết kế thêm một cái chất bảo quản cái mặt bát để chống tránh cái thời tiết nồm ẩm của Việt Nam. Vâng, rất được tạo độ bền rất là cao. Nghe cái tiếng siêu trầm nó tái tạo rất là sâu, mà đặc biệt cái dòng này có thể xuống được 20Hz vì thế tái tạo giải siêu trầm rất tốt, rất là hoàn hảo, nói chung là âm thanh đỉnh cao luôn ạ.
Còn có gia đình cứ tầm 40 mét vuông trở về thì cái súp B3 2020 này đánh được cả đến 50 mét vuông trở về cũng được. Đánh rất tốt, công suất 500W. Nếu mà nó chơi trong không gian 50 mét vuông thì cái không gian phòng nó tràn ngập tiếng siêu trầm, chúng ta nghe rất là dễ chịu. Vâng, cái bát này được làm ở phía dưới và được bảo vệ bởi 4 cái chân có cái độ ma sát rất tốt, tránh trơn trượt với cái nền đá hoa. Và bên em cũng đang đánh ở cái nền đá hoa đấy ạ, rất là giáp mà không bị trôi. Đôi khi có những cái dòng cái chân này thiết kế rất là kém chất lượng, nó trôi ầm ầm ấy ạ. Vâng, thì anh Trung nhé, hiện tại thì cũng như lần trước cái súp B3 2020 của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sẽ để xin phép được bỏ ra cho những vị đóng hàng ạ. Vâng, sẽ cùng em lại chúc anh Trung và gia đình sức khỏe và cho anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.